Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Adrop, kênh chuyên làm những sự kiện Adrop mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Sau video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia một dự án thể loại Memecoin, là dự án Super Shiba. Và theo như mọi người có thể thấy được rất nhiều tin tức từ các nhận website để nói về dự án này. Theo như tin tức từ The Lightly Champions, dự án này là một dự án Memecoin. Và nói rằng là dự án này sẽ dành cho tạo cơ một cơ hội tương tự cho những người để tích lũy về dự án Shiba Inu. Về tầm nhìn của dự án này sẽ phát triển cao hơn, đảm bảo rằng cuộc sống của những nhà đầu tư sẽ ổn định và tốt về tự do tài chính hơn. Bây giờ, dự án này là một dự án phát triển phiên bản siêu phi tập trung dựa trên tổ chức từ thiện của tất cả các mẹ thông báo meme. Đây là một dự án thể loại, đây là một dự án có sự kết hợp giữa Shiba Inu và Token Dodge. Rồi quay trở lại với sự kiện Airdrop từ dự án Super Shiba. Tham gia với sự kiện Airdrop này sẽ có 5.000 suất may mắn, mỗi suất sẽ nhận được 100 triệu token Shiba. Về top 500 người tuyển rep sẽ mỗi người sẽ nhận được 500 triệu token Super Shiba. Tiếp theo mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ song group và channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào chat Zone Airdrop, submit data, đón. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter, like và retweet bài post của dự án này và các kèm theo hashtag mà dự án yêu cầu. Mọi người tiến hành follow, sau đó mọi người tiến hành like và retweet bài post này. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot, mọi người copy hashtag mà dự án yêu cầu. Rồi sau đó mọi người tiến hành retweet. Tiếp theo mọi người tiến hành nhập username và profile link Twitter của mình. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Instagram. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi profile link Instagram của mình. Tiếp theo mọi người tiến hành điền địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Mọi người có thể sử dụng ví MetaMask là ví hiện tại của mình đang sử dụng, hay có thể sử dụng ví Trust Wallet. Sau đó mọi người tiến hành retweet thêm một bài post mà dự án yêu cầu trên trang Twitter quảng cáo. Mọi người like về retweet lại. Sau đó mọi người tiến hành gửi link mình để retweet bài post này. Tiếp theo mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube quảng cáo. Rồi sau đó mọi người tiến hành copy link profile kênh YouTube. Rồi mọi người gửi về support. Sau đó mọi người click vào bờ lăng để kiểm tra tài khoản của mình trên support. Rồi sau khi hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà dự án yêu cầu, mọi người sẽ nhận được link rep của mình. Link này mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Về sự kiện Airdrop sẽ kết thúc vào ngày 9
tháng 3 năm 2022. Nên mọi người một tháng nữa là sự kiện này sẽ kết thúc, nên mọi người tranh thủ tiền rep để có thể lọt vào top 500 người tiền rep sẽ nhận thêm token từ dự án. Vậy theo thông tin là dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người sau khi dự án để list sang exchange. Là những cái sang list sang tập trung. I'm sorry mọi người, để list sang